Vì vướng là như vướng cái ba lô hay sao ta? Vướng nhiều không? Xin chào mọi người, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Và hiện tại là Nhân đang đứng đường, đứng đường ngay quốc lộ 1A của tỉnh Bình Thuận mọi người. Nhân thì đang trên đường đi từ Bình Thuận để mà về Khánh Hòa. Thì vô tình là Nhân có phát hiện một cái tàn tích lịch sử. Và đã biết được cái tàn tích này là cái tàn tích gì thì mọi người nhìn xem phía bên đây này. Đó, mọi người thấy không? Đây là một tàn tích mà Nhân nhìn thoáng qua thì có hai phương án. Một là đây là xe tăng, hai là xe tăng bọc thép gì đó. Nói chung Nhân chưa có được nhìn thấy ở ngoài đời thực luôn. Vì thế mà Nhân cũng đang rất là tò mò và cũng muốn chia sẻ đến mọi người. Ôi, đến gần thấy nó to ghê ta. Nhưng mà từ xe thấy nó cũng hơi nhỏ nhỏ mà đến gần nó to quá. Wow, phải nói đây là một thiết bị quân sự, nó rất là cồng kềnh. Mọi người xem này, wow, ui chà, nó cứng đồng. Không phải đồng, cái này thép, khả năng đây là xe bọc thép rồi, toàn bộ là bằng thép hết luôn. Wow, mọi người thấy nó rất là để mà khởi động và vận chuyển một cái khối mà bằng thép nó nặng như thế này, phải nói là cái chục tấn á mọi người, mà nó di chuyển mà để mà nó hành trình chiến đấu, phải nói rất là hay luôn. Được cái camera đây, lũi vô trong này xem thử mình có cái cảm giác gì không nhé. Hiện tại máy móc đã bị tháo đi hết rồi mọi người, và chỉ còn lại cái khung sắt này thôi này. Ui, đụng vô những cái mảng sắt này nó rất là dễ bị đứt tay. Mình sẽ đứng lên đây. Đây là những cái hướng để đặt những cái nòng súng ra ngoài. Hello mọi người nha. Ông cameraman đây mọi người. Nhìn lần đầu tiên được thấy luôn mọi người. Nhìn ông giống như là khủng bố ấy. Lúc nãy mình lũi ngồi phía dưới, cầm cái máy này, leo lên ngõ này thử coi. Vì vướng là như vướng cái ba lô hay sao ta? Vướng nhiều không? Wow, mọi người có một điều mà mình cảm thấy rất là thắc mắc nha. Ôi da, gai đâm. Có một điều mà Nhân cảm thấy nó rất là thắc mắc luôn,
là tại sao một cái cỗ máy quân sự mà nó bị hư hỏng như thế này, gọi là chứng tích của lịch sử đó, mọi người. Thì cái này là một cái chứng tích về lịch sử, tại sao họ không đem vào trong cái viện bảo tàng để mà bảo dưỡng, mà họ lại phơi bày ra một cái khuôn viên nó như thế này mọi người. Hay là phải chăng họ muốn là đặt ngay tại cái vị trí này là cái vị trí mà cái chiếc xe tăng đã bị đánh phá và chiến đấu ngay tại vị trí này, có lẽ là như vậy. Và mọi người cũng có thể thấy đó, xung quanh đây nha, là họ ủi lấp luôn, nhưng mà riêng cái chiếc này là không có dám di dời đi. Một cái khối sắt, một cái khối thép mọi người, thép hay sắt gì đó mình cũng không rõ, nhưng mà nó rất là nặng nề. Khi mà đứng trên cái này á, tự nhiên mình cảm thấy cái niềm tự hào dân tộc á, nó trỗi dậy mọi người. Sau một quá trình gian nan gian khổ để mà giành lại độc lập cho Việt Nam, thì phải nói những cái người mà anh hùng của Việt Nam chúng ta đã rất là khổ cực, chiến đấu đến cùng, giữ từng mảnh đất. Ok mọi người nhé, clip này nói chung sẽ ngắn thôi, nhờ là Nhân muốn chia sẻ một cái cỗ máy chiến đấu khi xưa cho mọi người xem. Và nếu mà mọi người biết cái cỗ máy này là xe tăng hay là xe gì, bọc thép gì đó, thì mọi người bình luận bên dưới cho Nhân biết nha. Còn bây giờ thì Nhân sẽ tiếp tục cái chuyến đi về Khánh Hòa. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người nha.